Cho anh hỏi cái là cái máy này nó vận hành sao anh? Cái này là chạy bằng nhiêu kia ạ? Ai nói với em là máy này chạy bằng giá điện vậy? Anh Hà nói với em. Có số điện thoại của anh Hà không? Dạ có. Anh là Dean đây. Anh có nghe Hùng nói dạ, nghe là Hà nói là cái máy này, cái máy Galvanica nó chạy bằng nhiên liệu. Anh không biết là ai dạ, nói với Hà. Không nói anh. Dạ tôi nói với em là máy đó chạy bằng nhiên liệu. Ngạc nhiên chưa?